Bây giờ thì sẽ là một phần mà chúng ta rất chờ đợi từ đầu chương trình, đó chính là kết nối cùng nghệ sĩ để cùng gặp gỡ một gương mặt mà chắc hẳn có rất nhiều người yêu quý. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc được biểu diễn bởi Hồng Minh, quán quân The Voice Kids. Xin mời em. Trèo lên quan dốc ngồi góc ơi à cây đà rằng coi lý ơi à cây đà ai đêm ơi à tính tan tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm rằm coi lý ơi à cây đà rằng. Hồng hào không bẩn tí nào, việc cao đánh trống chứ trống trống trống. Trăng rằm rằm tôi lý ôi à tháng giêng rằng tôi lấy ôi à tháng giêng tuyệt vời. Xin được chào Hồng Minh. Cảm ơn các bạn nhỏ. Cảm ơn các em nhỏ. Cảm ơn các em rất nhiều. Hồng Minh nhìn gặp công chúa tóc mây ở đây, Mai Trang nhìn tự dưng cảm thấy là không biết bao giờ thì mình có thể nuôi được một cái mái tóc dài và đẹp như thế này giống như Hồng Minh đấy. Hôm nay là có đậu tóc giả không hả Mai Trang? Không, hôm nay cũng cố để biến thành công chúa Barbie nhưng mà không biến thành được. Hôm nay lại gặp gỡ Hồng Minh ở đây. Nhân vật quan trọng nhất của chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần đã có mặt. Hồng Minh hãy chào tất cả quý vị khán giả đã dậy sớm để theo dõi chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần được không? Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần ạ. Rồi, và Hồng Minh ngày hôm nay đã bao giờ dậy sớm như thế này để lên TV chưa? Cũng có nhiều lúc con phải dậy sớm để con lên đài cho kịp ạ. Rồi, và rõ ràng là buổi sáng thì hơi khó để có thể hát nhưng mà đã biểu diễn rất là sung, rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra kia trò chuyện nhá. Có rất nhiều câu chuyện mà chú Bảo và cô Mai Trang rất là muốn trò chuyện với Hồng Minh. Còn có rất nhiều cả bánh mà chương trình đã chuẩn bị để dành riêng cho Hồng Minh nhưng mà hôm nay nữa đấy. Cảm ơn con. Rồi, Hồng Minh ơi, con có còn nhớ cái cảm giác ngay từ cái ban đầu, cái hồi mà mình bắt đầu được chú Thanh Bạch và cô Hoàng Oanh sướng tên mình là quán quân của The Voice Kids thì con cảm thấy như thế nào? Cô là lúc mà được chú Thanh Bạch và cô Hồng Anh xướng tên con là quán quân thì cảm giác của con lúc đó cũng rất là vui, nhưng mà có một cái chi tiết nhỏ là lúc mà chú Thanh Bạch nói thì chú Thanh Bạch nói rằng là quán quân của năm nay là cái câu đó con nghe không có rõ, cái đoạn sau cái con chỉ nghe được cái tỷ số bình chọn của con và cái tên của con thôi, con tưởng đâu là đọc từng bạn ra là sẽ biết ai quán quân, nhưng mà lúc đó con không có nghe rõ nên con không có cảm giác.
khi mà con thấy cô Lưu Hương Giang quay lại với con, cô kêu khóc quấn luôn rồi, khóc quấn rồi, thì lúc đó con mới biết con là quán quân. À, tại vì mình cũng chưa làm quán quân nhiều lần đúng không? Tức là đấy là mình chưa có kinh nghiệm. Đúng rồi, chưa có kinh nghiệm để thể hiện chiến thắng như thế nào. Vậy thì đấy là cái chiến thắng mà có lẽ là lớn nhất từ trước đến giờ của Hồng Minh đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cùng nhớ lại ngày đầu tiên khi mà Hồng Minh xuất hiện tại Vòng Giấu Mặt này, và đã được rất là nhiều huấn luyện viên mời về đội của mình. Thế nhưng mà tại sao Hồng Minh lại chọn đội của chú Hồ Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang mà lại không chọn cái đội của người mà đã mang tận gấu bông ra này? Chú Dương Khắc Linh. Chú Dương Khắc Linh để mời con về đội mình, mặc dù dùng gấu bông để dụ không được. Khi mà con chọn về đội của chú Hồ Anh vì cô chú Hồ Anh, khi con đã xem hai mùa trước thì con thấy cô chú Hồ Anh đã có rất là nhiều thể loại âm nhạc, và thì lúc mà chọn thì con quyết định chọn cô chú Hoàng Anh Lương Giang bởi vì con cũng có thể thể hiện những dòng nhạc khác nhau giống huấn luyện viên của mình, với lại là con nghĩ cô chú phù hợp và dễ với con hơn. Và cuối cùng là thành công đúng không nào? Nhưng mà thế tức chứng tỏ là cũng không thích gấu bông lắm. Con không thích gấu bông, con thích kẹo dẻo dàng. Thế là tại vì chú Dương Khắc Linh là chưa biết. Chứ nếu mà mang kẹo dẻo ra là có khi lại về đội của chú Dương Khắc Linh đúng không? Rất có thể. Nhưng mà cô thắc mắc một chút nhé, xem là trong cái quá trình mà chúng ta cùng với các bạn luyện tập này, cùng nhau thi này, giọng hát Việt, thì con có cái kỷ niệm gì đáng nhớ mà muốn chia sẻ với mọi người không? Trong là ấy là mình nói trong tem hay là mình nói luôn cả các anh chị các team khác luôn ạ? Có sao đâu, con thấy có cái gì thú vị hay ho thì là, mình cứ chia sẻ. Dạ là thì hồi đó cũng có một cái kỷ niệm rất là vui ạ. Thì một lúc đó thì đang đi tập. Đi tập thì bỗng tập xong hết tất cả mọi người rồi. Chú Hồi Anh và cô Lưu Hương Giang cùng với tất cả các bạn và con đi chơi khu vui chơi và ăn uống. Thì lúc đó con vừa ăn xong thì chú Hồ Anh cho vào khu vui chơi, nên là con lại cất điện thoại, con gửi cái túi xách ba lô cho cô giữ đồ, còn cái điện thoại của chú thì lại hết pin, còn cái máy của cô Lưu Hương Giang thì lại đang sạc, vừa mới hết pin luôn, nên là lúc đấy mẹ gọi ai cũng không được hết. Trời, mẹ ở nhà mẹ lo quá, mẹ lo tưởng con bị bắt cóc. Xong rồi tới hồi mà chơi xong rồi đi về lại chỗ tập, ba mẹ đang đứng đợi, thì mẹ con chạy ra kêu chú ơi răng mẹ gọi chú mà chú không nghe. Cái chú kêu không, máy em hết pin đó chị. Cái xong cái con chạy của con kêu con cũng rất con gửi cái túi sách cho cô rồi nên con không có nghe điện thoại được. Cái mẹ kêu trời ơi, nhà mẹ lâu quá mẹ khóc mà ai cũng cười. Rồi mẹ kêu là tưởng đâu con bị bắt cóc luôn, mẹ sợ lắm. Thế lúc đó con thấy thương mẹ không? Đấy, có. Không? Lúc đó thì con lúc mà con nghĩ là mẹ sẽ lo lắm. Vì mới đầu mà cho đi á, thì cho đi với chú Hồ Anh thì mẹ cứ kêu là bám đuôi cô chú nghe. Thì con cũng sợ là có một bạn nào đó bị lạc đi mất. Dạ, đúng không? Thì cái lúc mà con biểu diễn ở trên sân khấu này, rồi con biểu diễn những các khúc đó dành cho mọi người, và đặc biệt là những cái lần đầu tiên ấy, thì con có cảm thấy run không? Dạ, thưa cô là khi mà biểu diễn các ca khúc mà đầu khi con bước vào vòng thi á, thì con cũng không run, vì run là sẽ không hát được. Thì con cứ nghĩ rằng là như vậy và con sẽ tự tin lên để hát cho tốt. Thật ra Đức bảo biết không, Mai Trang hỏi như thế thôi, tại vì thật ra không phải là đến bây giờ Mai Trang mới biết Hồng Minh, mà đã từng quen Hồng Minh qua một cái sự kiện cách đây khoảng tầm 1 năm 2 năm rồi, đó chính là đại lễ Phật Đản Vesak. Và lúc đó thì cô bé này đã cực kỳ tự tin biểu diễn ở trên sân khấu, và cũng là cái cô bé mà đại diện cho Việt Nam để biểu diễn những cái ca khúc đó trên sân khấu trước hàng nghìn người. Và bây giờ thì cô bé mới có 9 tuổi thôi, tức là lúc đấy mới có 7 tuổi mà đã có thể biểu diễn như vậy. Xin hỏi là Hồng Minh là học nhạc, học ca hát từ lúc mấy tuổi đấy?
mà dạ. có thể biểu diễn thành thục như vậy được? Dạ thì con học được một năm rồi. Hả? Mới có một năm là sao? Dạ. Thế á? Thế trước đây là mình cứ biểu diễn tự phát hả? Không, mình được nhiều giải thưởng lắm mà, đúng không? Dạ vâng. À, có thể kể giải thưởng đi, kể một vài cái nữa. Ở thành phố thì, ở quận với thành phố thì con có rất nhiều giải. Như là giải an toàn giao thông cấp quốc gia là con hô bài chòi. Wow. Còn giải, đó là giải quốc gia. Còn cái giải... Dạ, thành phố là con thi Melody and Talent của thành phố tổ chức, con được giải nhất. Hội thi búp bê xuân, con được huy chương vàng. Hội búp bê xuân là thi... Là có nghĩa là cái trong một cái chương trình đó là nó có vừa biểu diễn thời trang, vừa trả lời phỏng vấn câu hỏi, vừa hát nữa. Tức là hơi giống là thi hoa hậu, đúng không? Dạ đúng rồi. Là được giải mấy? Dạ huy chương vàng. Huy chương vàng luôn. Dạ, còn hội hoa xuân cũng huy chương vàng. Rồi bây giờ mà kể hết thì chắc là đến ngày mai mới hết được thành tích. Nhưng mà chúng muốn hỏi là ngoài ca hát ra ấy thì đấy, Hồng Minh là cũng được cái giải huy búp bê xuân ấy, là vừa thi cái gì, trang phục, biểu diễn thời trang, đúng không? Đấy thì chứng tỏ là còn có tài năng khác nữa, đúng không? Có cái tài lẻ gì nữa không, kể thế nào? Con cũng có thi đàn piano cấp thành phố giải nhất. Wow. Cấp quận giải nhất. Rồi, đấy vẫn là âm nhạc rồi, còn cái tài lẻ nào nữa? Cái gì mà tài hát thi chữ đẹp cấp quốc gia. À, thi chữ đẹp à? À, hay đấy nhở, chú là chữ xấu cực kỳ không ai đọc được, cho nên là chú phải nhờ Hồng Minh viết cho chú vài chữ để xem là nó đẹp như thế nào gọi là chữ đẹp. Mình có quen người ta gọi là văn mình vợ người ấy, Hồng Minh biết không? Đó. Văn mình là bao giờ hay, chữ mình bao giờ đẹp. Giờ Hồng Minh thử biểu diễn viết một vài câu, viết là cà phê sáng cuối tuần viết cách chữ đẹp. Đẹp thế nào? Họ sẽ viết nhanh. Viết nhanh thôi. Vâng. Cà phê sáng cuối tuần. Hồng Minh tại sao lại gọi là đi thi viết chữ đẹp? Có phải là bởi vì đi học thì thấy chữ đẹp cho đi thi không? Dạ, cứ viết thì... đi. Thì cà phê là con viết được, con chữ F cũng được và chữ PH được, không sao cả. Dạ. Vậy con viết chữ thường thôi. Rất nắn nốt đúng không? Ừ. Mình vẫn nhớ ngày xưa ấy là cái vở phải kẻ ô ly. Đúng vậy. Đúng không? Để mình có thể căn mình viết. Mà vẫn không đẹp. Thôi thì là từ bé là chữ xấu rồi, chữ đấy. Ẩu. Nhưng mà anh hãy nhìn Hồng Minh là trên một cái tờ giấy mà không có không một ly, có. Không có một lề đúng nào. Thế đúng thì mới đi thi được chứ. Thì Mai Trang thì sao? Tôi tí nó viết thử xem chữ bề có ra Hồng Minh quá. Tại vì bây giờ biểu diễn thời trang không biết, ban đầu đi hoa hậu thì đấy, anh còn cười chê. Bạn là bề nào cũng lép rồi, là không ăn thua rồi đúng không? Hát là cũng không được này. Thôi được rồi, bây giờ không ăn được. Chúng ta đều đồng ý là sự so sánh thì luôn luôn khập khiễng. À đúng rồi, tôi nhớ lúc nãy là Mai Trang có bảo tôi là toàn so tôi với Nu Vức Thịnh cơ. Đấy, thế làm sao mà tôi đọ được với bạn đấy. Cuối... Là vì con chị. Nếu như mà có thời gian nhiều hơn ấy, thì chúng ta sẽ nhờ là viết một cái chữ to đúng không? Đúng vậy. Đấy. Và có khi là còn đóng khung treo trong chương trình đúng không ạ? Đây, đây, cà phê sáng cuối tuần. Đây là chữ viết của Hồng Minh, quán quân giọng hát Việt, đồng thời cũng là người đạt giải nhất của cuộc thi viết chữ đẹp cấp thành phố. Dạ. À rồi. Nhiều tài lẻ quá, nhưng mà ngoài những tài lẻ đấy ra thì còn tài chưa? Năng gì nữa không, Hồng Minh? Còn nữa không? Dạ, con... À, con còn... về nghệ thuật thì con còn muốn nhảy múa, như múa ba lê, nhảy aerobic. Múa ba lê. Thôi bây giờ mình lúc nãy là mình vừa mới nhảy rất là khỏe khoắn rồi. Nhưng bây giờ múa cho mềm mại đúng ba lê đi. Ba lê. Có biểu diễn một tiết mục ba lê ngay bây giờ không? Vài động tác thôi. Con không diễn bằng tiết mục, con chỉ diễn sơ vài động tác. Được. Được. Bây giờ con biểu diễn luôn nhá. Rồi xin mời. Biểu diễn cho quý vị khán giả xem nhá. Động tác đầu tiên, đầu tiên là gì? Đầu tiên là vừa nói vừa giải thích nào. Con sẽ điện bắt chào đúng không? Chào xong rồi con sẽ còn động tác gì nữa? Con sẽ bắt đầu vào bài là bạn
có chuyên môn về bộ môn nào? Tôi không có chuyên môn về bộ môn này, nhưng mà tôi biết rằng là khi mà múa ba lê thì chúng ta cần phải có một cái đôi giày rất là mềm để có thể rồi, nó phải có một cái mũi rất là cứng. Đôi giày cứng. Nhưng mà khi mà đi đôi giày này chắc hẳn là sẽ gặp khó khăn khi mà biểu diễn ba lê đúng không? Như vậy thì Hồng Minh chỉ biểu diễn minh họa một vài những cái tiết mục, một vài những cái hành động tác như vậy để cho chúng ta cùng theo dõi được thôi. Đấy nhá, tôi định mời con là Mai Trang phải còn thi đấu với cả Hồng Minh cơ. Chứ còn biểu diễn không, mình thì nhìn nó chưa thể thấy được cái sự gọi là tương phản. Đấy, và ngày hôm nay thì chú Bảo còn thấy có một cái rất là đặc biệt là mái tóc của Hồng Minh rất là dài, rất là đẹp. Hồng Minh để xin hỏi là con đã bao giờ cắt tóc chưa? Dạ, con thưa chú là con chưa bao giờ cắt. Chưa bao giờ cắt tóc đúng không? Dạ vâng. Ủa, và tóc này là phải dài hơn mét. Cũng chính là lý do mà Hồng Minh được gọi là cô công chúa tóc mây trong chương trình Giọng Hát Việt đúng không? Dạ. Mà đã xem phim đấy chưa? Dạ, con Tangle, cái phim mà với công chúa tóc mây. Con biết bộ phim ấy, con chỉ coi trailer được thôi vì lúc mà con coi phim thì sẽ không coi được. Rồi. Và cái cô công chúa đấy thì có mái tóc đấy là có thể là rất là lợi hại, là dùng làm vũ khí rồi là làm rất nhiều việc khác nhau. Yeah. Bây giờ quay nhưng trở mà lại. Chắc chắn là cô công chúa đấy không hát hay và không múa đẹp như Hồng Minh đâu. Chính vì vậy mà chúng ta quay trở lại với Giọng Hát Việt, Giọng Hát Việt nhí. Thì bây giờ chú rất là ấn tượng vì đêm chung kết con đã biểu diễn rất là thành công ca khúc cùng với cô Mỹ Tâm. Thế thì con cảm nhận thế nào về cái người mà có thể coi là rất là một người nghệ sĩ đi trước rất là nhiều năm và con có lẽ là rất là hâm mộ đúng không nào? Cảm nhận thế nào? Thì cảm nhận mà lúc mà con hát với cô Mỹ Tâm thì cảm nhận của con lúc đó cũng hơi hồi hộp vì biểu diễn con sợ tượng, dạ đúng rồi vì con sợ là chỉ cần rung một cái là hát nó bị quéo quéo ngay thì là cũng hơi hồi hộp một chút, nhưng mà cô Mỹ Tâm có động viên con nên là con cũng đỡ, là lên hát với cô thì hai cô trò giao lưu rất là dễ thương. Và cô Mai Trang biết rằng là sau khi mà chiến thắng một cuộc thi thì ngoài danh hiệu này, ngoài sự nổi tiếng này, chúng ta còn có được một khoản là giải thưởng khá lớn đúng không? Bây giờ cho cô Mai Trang và chú Đức Bảo biết xem là con dự định sẽ dùng cái khoản tiền thưởng đó để làm gì? Con sẽ dùng cái khoản tiền thưởng đó để con sẽ trích ra một phần để con đi làm từ thiện. Rồi. Để làm từ thiện, quá tuyệt vời. Và phần còn lại thì chắc hẳn là cũng sẽ đầu tư dành cho những cái hoạt động âm nhạc tiếp theo của mình đúng không? Thì dự định âm nhạc tiếp theo của con sẽ là gì? Dạ, đầu tiên là con phải trở về trường để tập trung vào học việc học văn hóa cho theo kịp bài, rồi từ từ rồi ba mẹ sẽ tính cho con là sẽ đi học nhạc thêm ạ. Nhưng mà đấy là những cái đầu tư cho dài hạn. Nhưng mà chú lại thấy là dù sao thì Hồng Minh mới 9 tuổi thôi, con có rất là nhiều thứ mình thích, muốn mua. Bây giờ tự nhiên có một cái số tiền lớn như thế thì con thích mua cái gì cho bản thân mình? Nếu như mua thì có thể là con sẽ mua một cái gì? Kẹo dẻo. Quá đơn giản. Còn cái gì nữa không? Con sẽ mua một con có bông, hoặc có thể là một Mặc dù chú Dương Khắc Linh tặng con có bông rồi nhưng mà thôi con không cần. Con tự mua. Con lại là mua búp bê. Búp bê. Đây là một lời nhắn nhủ khéo dành cho ba mẹ. đúng không? Và cả những ai hâm mộ nữa đúng không? Những người mà sau này sẽ nằm ở trong FC của Hồng Minh sẽ mua thật là nhiều gấu bông. Thế còn đi chơi thì sao? Nếu mà được chọn đi một nơi nào đó thì con sẽ đi đâu? Dạ, nếu mà được chọn được đi chơi một nơi nào đó thì con sẽ chọn đi chơi đi nước nào? Đi châu nào? Con sẽ đi Hàn Quốc. Đi Hàn Quốc à? Tại sao đi Hàn Quốc nhỉ? Có định sửa mũi hay là sửa cằm hay sửa mặt hay cái gì không đấy? Tại sao thích đi Hàn Quốc? Dạ, tại vì là vì Hàn Quốc đẹp. Vì Hàn Quốc đẹp. Dạ. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biết đâu đó đúng không? Đúng không? Nhưng mà có lẽ là với tài năng của mình thì Hồng Minh sẽ có thể được đi lưu diễn ở những quốc gia khác mà khi còn chưa cần dùng đến khoản tiền mà được giải thưởng để đi chơi đâu. Có rất nhiều lời mời. Thế thì bây giờ Hồng Minh có thể tiếp tục gửi tới khán giả của Cà Phê Sáng cuối tuần một ca khúc tiếp theo được không? Dạ, được. Con sẽ gửi tới quý vị khán giả ca khúc gì? Dạ, con sẽ gửi tới quý vị khán giả một ca khúc về mẹ. Đó là bài con có cần giới thiệu tên không có ạ? Chứ.
Con sẽ giới thiệu luôn là bài Ngủ đi con yêu ạ. Rồi, xin mời Hồng Minh. Ca khúc rất khó hát nhưng mà Hồng Minh vào buổi sáng sớm như thế này đã thể hiện một cách hoàn hảo. Chắc chắn rằng là với cái tài năng như thế này ấy, thì Hồng Minh sẽ còn tiến rất xa trong con đường âm nhạc, trong sự nghiệp của mình sau này, đúng không? Nhưng trước tiên là chú xin chúc con, có nghĩa là thay cho mặt tất cả những người làm chương trình cũng như là khán giả, chúc Hồng Minh sẽ có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đầu tiên phải như thế đã, rồi sau đó chúng ta sẽ có thật là nhiều những sản phẩm thành công, đúng không nào?
Và Hồng Minh ơi, bây giờ thì chương trình của chúng ta chuẩn bị kết thúc rồi. Vân có muốn gửi một lời chào hay là một lời nói gì đó tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi con không? Dạ, dạ con hôm nay con rất vui khi được đến đây để tham gia chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần cùng với hai cô chú. Thì con xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống ạ. Phải nói rằng một cô bé 9 tuổi mà rất là hoạt ngôn, chững chạc, nói năng rất là cẩn trọng đúng không? Chứ không phải là quá là nhí nhảnh như là cái tuổi cô bé này. Nhưng mà một lần nữa xin được cảm ơn Hồng Minh đã đến với chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Chào nhí nhảnh nào.